Ok. Rồi, Đức ơi, xem còn bạn nào có hỏi gì nóng bỏng cần phải giải đáp ngay lập tức được không? Dạ hết rồi anh. Em nghĩ là mình có thể chia tay nhau ở đây. Cảm ơn anh rất là nhiều và cho em được nói lời cuối với 42 thành viên còn ngồi đến này. Cảm ơn tất cả các bạn. Thì như Đức nói ở cái phần đầu á, là Nhịp Cầu Tri Thức đang có một cái event là tổ chức cái cuộc thi hùng biện nghiên cứu khoa học. Để tôi chọn ra những cái đại diện ưu tú nhất để gửi đi tham dự cuộc thi nghiên cứu khoa học toàn cầu của 22 nước, tổ chức bởi giáo sư Robert Pháp của Đại học Bond University. Thì giải thưởng của cuộc thi toàn cầu là 40.000 đô, với giải nhất là 10.000 đô Úc. Thì mình đang hy vọng, mình đang mơ là một thành viên của Nhịp Cầu Tri Thức sẽ đoạt cái giải thưởng đó. Nếu không được năm nay thì ít nhất là cũng sẽ những năm tiếp theo. Nhưng mà muốn như vậy thì chúng ta phải tạo một cái nền trước. Đó là chúng ta phải có cái cuộc thi Việt Nam của chúng ta, để từ đó những bạn trẻ nào mà đạt được cái cuộc thi Việt Nam thì Đức hứa là Đức sẽ nhờ những diễn giả từ bữa đến giờ cũng như là những mối quan hệ khác để giúp các bạn improve, hoàn thiện cái phần trình bày của các bạn để các bạn đang đi dự thi quốc tế, giống như kiểu là thi Hoa hậu Việt Nam xong rồi mình có đi luyện để đi thi Hoa hậu toàn cầu rồi đó. Thì muốn được như vậy thì mình cần phải có một cái quỹ giải thưởng nó tương đối là hấp dẫn. Thì rất là mong các thành viên của gia đình Nhịp Cầu Tri Thức sẽ chung tay với ban tổ chức. Hiện giờ thì đến giờ phút này thì mình nhận được là gần 5 triệu. À, chúng mình vẫn mới được, nếu mà tính theo tỷ lệ phần trăm thì mới được có 10% so với cái quỹ giải thưởng minimum là 40 triệu. Thực ra Đức Đức tính á, là không phải Đức mà các bạn media tính, thì thực ra là tính tới với bạn tính là tới 150 triệu. Nhưng mà Đức có nói là thôi mùa này Covid thì có lẽ là cũng khó khăn, thành ra mình tính là các bạn tính là 70 triệu, nhưng mà đến nói thôi minimum nhất là 40 triệu, để tương đương với cái 40.000 đô, là 10 triệu thì 10.000 đô và 40 triệu thì 40.000 đô, tương đương với cái quỹ quốc tế. Thì rất là mong các bạn cộng đồng gia đình của Nhịp Cầu Tri Thức, chúng ta có 9.200 thành viên. Đức đang nói là đang nói với tất cả những bạn đang nghe livestream, tại Đức biết là trong Zoom chúng ta có 36 người, nhưng mà sẽ có hàng ngàn thành viên sẽ nghe lại cái link livestream này. Thì rất là mong là chỉ cần mỗi thành viên chúng ta, ví dụ như là 40 triệu, thì thật ra một thành viên nếu như mà chỉ tặng từ 200 đến 500 ngàn thì là cái số tiền đó của chúng ta, số tiền quỹ 40 triệu là có thể đạt được, đúng không ạ? Rồi lời cuối, cảm ơn tất cả các thành viên, rất là tri ân diễn giả, tri ân anh Vinh. Anh Vinh hay các bạn, Thái là họ của anh đó, nhưng mà mình dùng theo cái kiểu là từ cái tên của anh ở Đại học RMIT. Thì cảm ơn anh, cảm ơn diễn giả, hy vọng sẽ gia đình Nhịp Cầu Tri Thức sẽ có dịp gặp lại anh trong một cái chủ đề khác, hoặc là nếu được thì mong anh sẽ là một giám khảo cho cái cuộc thi hùng biện nghiên cứu khoa học mà tụi em sẽ tổ chức vào tháng tháng hai tháng tháng một. Để xem Đồng ý anh hả? ở đó để xem bố trí thời gian, Dạ nếu vâng. mà nếu mà gọi là không có bị gọi là gì class với lại các cái lịch khác thì mình sẽ sẵn sàng. À, nó cũng dễ lắm anh, có chấm có 1.000 cái giống như kiểu abstract á, có 1.000 từ anh, nhưng mà có một buổi trên Zoom để chấm phản biện. Thì theo cái ngày là ngày 8 tháng 1, các bạn sẽ nộp cái bài abstract 1.000 từ, và đến ngày đến khoảng vào 15 tháng 1 thì các bạn sẽ 22 chứ, 22 tháng 1 thì các bạn sẽ thi giống như thi hùng biện á, thi presentation nó dạng như là COC presentation, và kết quả sẽ được công bố vào ngay đêm giao thừa, sáng giao thừa, sáng 30 nha các bạn. Sáng 30 Tết, là sáng 29 Tết, là ngày 31 tháng 1 2022.
Ok, cảm ơn Đức và các bạn hôm nay rất là nhiều. Cũng có khoảng 34 bạn chịu khó ngồi lại giờ phút này là cũng rất là đáng quý. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Một câu hỏi cuối cho Đức là cái slide này mọi người có cần không? Có cần phải gửi Dạ cho em cần. để gửi. Dạ anh cho em nữa được. Anh gửi Ok email cho em. Dạ. ok. Ok. Các bạn ơi, các bạn có muốn mở camera lên chụp một tấm hình không? Vẫn chưa có nhiều, có mấy cái à. Các bạn ơi nếu được chúng ta Các bạn chụp giờ tấm này chắc hình khi là nha. đang 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 mặc đồ ngủ nằm trên giường rồi cho nên là ngại mở camera. Thôi được, có nhiêu được bao nhiêu phải không? Chụp bài tắm nha. Em hiền nhiều giờ mới thấy mặt mũi xuất hiện á. Trốn. Rồi. Một tấm nữa nha. Đây. Rồi. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người Ok, ngủ ngon, chúc ngủ mọi người ngon ngủ đi. ngon nha. Dạ, cảm ơn thầy ạ. À. Cảm ơn Rồi, cảm cô. ơn mọi Chào người, cảm chào ơn cả Đức. cô. Nha, chào mọi người. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cô ạ. Dạ, cảm ơn Cảm mọi ơn mọi người. người. Cảm ơn thầy, Cảm cảm ơn ơn cô mọi ạ. người ạ. Gì em? Ủa chị không mở mic hả? Không nghe chị hả? Ủa? Có mở mà, không nghe luôn hả? Ồ. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Ừ. Chị tắt rồi mà, ủa chưa tắt hả? Ồ.